Chào các bạn nhá. Nay tôi sẽ làm món thịt ngan, món tiết canh ngan ăn mừng kênh Quen TV nó đạt được 1.000 sub. Các bạn biết thưởng thức món tiết canh ngan ngon như nào chưa? Nay hãy cùng tôi chế biến món này nhá. Tôi làm món tiết canh ngan siêu to, bán tiết canh to. Đây, con ngan đây. Con này thì tầm 4 cân, hơn 4 cân, nã. Ok. Rồi. Để tôi đi chuẩn bị đồ đạc. Mình đã cắt tiết và hãm xong tiết rồi. Bây giờ mình đã mới làm lông xong. Lông ngan đây rồi. Cắt tiết thì quên giới thiệu các bạn là tỷ lệ pha mắm. Nhà mình là có mắm Cát Hải. Pha tỷ lệ là 1 mắm và 3 nước. Thì một thìa mắm là 3 thìa nước. Khi mình cắt tiết thì mình hãm vào đấy. Sau đấy tí nữa sẽ dùng chính con thịt ngan này để làm nhân luôn. Bổ cánh và có thể là lườn làm nhân đánh tiết canh. Đây hình ảnh con ngan. Đó là sạch sẽ rồi. Cho lên thớt để chế biến thôi. Ngan rất to các bạn, sạch sẽ trắng. Tiết canh ngan tiết canh vịt phải có gẹ nhá, anh củ hành nướng nó thơm, ăn nó mới ngon, đúng chất. Ngoài hành ra thì chúng mình chuẩn bị thêm những cái phụ kiện đi cùng như là rau thơm, mùi tàu, răng cưa này, húng này, lạc rang. Đấy, hành nướng phải cháy nó mềm bên trong rồi. Chúng ta sẽ lấy ra.
sao. Đây là đến bữa ăn rồi, nước chấm này thì đã chặt và thái ra đây rồi. Đây là hai đĩa tiết to nhất mình Bắc Bộ này. Rồi, mời các bạn mình ăn cùng mình nhá.